Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại và đến với kênh Ala Jamie. Mình là My, sinh năm 1984. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tháo gỡ nếu như mà bạn cảm thấy đang bế tắc hoặc là lẩn quẩn. Hãy đón nhận thông điệp này nhé. My chuẩn bị 3 tháp năng lượng khác nhau để chúng ta chọn tụ. Khuyến khích bạn sử dụng trực giác của mình để xác nhận xem tháp năng lượng màu nào bạn yêu thích nhất tương ứng sẽ là tụ bài của bạn. Hoặc chúng ta có thể nhắm mắt lại, hít thở thật sâu 3 hơi không suy nghĩ gì hết. Sau đó bạn mở mắt to ra, mắt bạn chạm phải tháp năng lượng màu nào đầu tiên thì đó tương ứng sẽ là tụ bài mà vũ trụ hướng năng lượng của bạn đến để chọn. Mình sẽ giúp cho bạn nhìn rõ hơn nhé. Đây là tháp năng lượng về cây sự sống này. Ok, rồi. Còn đây là chữ ôm. Và đây là một người đang ngồi thiền định khai mở các luân xa. Ok, rồi. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào trong việc trải bài. Xin chào tất cả các bạn. Tụ bài số 1, đây là tháp năng lượng cây sự sống của các bạn. Các bộ bài mình để ở đây đã được xào bài. Đã được xào bài lên rồi. Và hướng cái năng lượng, mình hướng năng lượng về vũ trụ và các vị thầy tâm linh của các bạn tụ bài số 1 về cái hoàn cảnh mà bạn đang bị bế tắc hoặc là cứ lẩn quẩn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đón nhận năng lượng và thông điệp rõ ràng cho các bạn nhé. Ok, finding. Bạn nhận được lá bài đầu tiên là finding, là tìm thấy. Lá bài thứ hai, celebration. Bạn sẽ tìm thấy được cái sự ăn mừng nè, chúc tụng nè, thậm chí cả là cái sự tương trợ và kết nối. Ok, đợi mấy chút rồi chúng ta sẽ đi vào trong cái nội dung. Wow, đây là Blue Flame, là cái ngọn lửa màu xanh, nó luôn luôn đại diện và biểu trưng cho một cái sự bừng sáng ra, một cái sự thức tỉnh. Ý mình là thức tỉnh, tự nhiên mà mình nhìn thông sáng, mình thấy rõ hết, mình hiểu sâu sắc hết. Và cuối cùng gratitude. Gratitude là một cái sự biết ơn, một cái sự trân quý. Vậy thì tổng hợp và kết nối bốn thông điệp và năng lượng này lại với nhau, mình nhìn thấy được nguyên nhân gốc rễ mà nó khiến cho các bạn tụ bài số 1 có những cái bế tắc hoặc là lẩn quẩn như vậy. Chắc chắn rõ ràng với cái lá bài finding có nghĩa là tìm thấy. Có cái chữ tìm là nó phải có cái chữ mất ở trước đó. Vậy thì hoàn cảnh công việc hoặc là cuộc sống hay là cảm xúc hay là mối quan hệ của các bạn tụ bài số 1, nếu trước đây nó có bất kể những việc gì nó đã xảy ra không như ý bạn muốn, thì bạn hãy yên tâm một điều rằng là cái lá bài finding này báo hiệu cho bạn một cái sự công bằng nó sẽ trở lại cho bạn. Có thể là với cả celebration ở bên này, cái sự bù đắp và cái sự công bằng, bạn sẽ có thể nhận được một cái điều đặc biệt, bạn có thể nhận được một cái sự thay đổi, có thể bạn sẽ nhận được một cái tin tức nào đó, có thể bạn sẽ tìm thấy được một cái sự trợ giúp, một cái kết nối nào đó, bất kể các bạn nhé, bởi vì trước đây cái chữ mất của bạn là cái gì đó. Thì bây giờ bạn sẽ tìm lại được cái điều đó. Nhưng mà với điều kiện nhá, ở đây cái tờ The Blue Flame này á, nó cho mình nhìn thấy rất là rõ là bạn phải thực sự là buông tay ra, đã mất rồi thì là buông tay ra. Thì bạn mới có thể tìm thấy được, vì lá bài này mang năng lượng của một cái sự thức tỉnh, bừng sáng như lúc nãy mình có nói với bạn, bừng sáng rồi bạn nhận, ô, nó không còn nữa. Thì mình đi tìm cái mới, và khi mình tìm, mình sẽ thấy và mình sẽ rất là vui ở đây. Cảm ơn cho những gì mà nó không thuộc về mình, cho nó tuột khỏi bàn tay của mình, dù đó là một cảm xúc gì đó, một mối quan hệ nào đó, một cơ hội nào đó đi chăng nữa. Một nhân duyên, một cơ hội hay là một cái thành quả, thành tựu, bất kể là gì đi chăng nữa mà nó trôi tuột đi, thì nó để giữ cho cái số phận của tụ bài số 1 nó trống chỗ để điền vào bằng những cái thứ mới mẻ, thì bạn mới vui và celebration, sự chúc tụng và ăn mừng này được. Cho nên quay trở lại cái hoàn cảnh của các bạn á, mà bạn đang có bị bế tắc hoặc là bạn lẩn quẩn ở cái khía cạnh nào đi chăng nữa, cảm xúc hay là một cái thực tế nào đi chăng nữa, thì bạn hãy nhìn nó như là một cái phước may. Mình không biết bạn có nhìn được hay không. Nhưng mà bạn hãy nhớ là hôm nay năng lượng vũ trụ đã gửi đến cho bạn bốn cái lá bài này, nó giống như một cái sâu chuỗi cho cái hoàn cảnh hiện tại cũng như là sắp tới của các bạn. Bạn sẽ cùng nhau đón nhận cái thông điệp của các thiên thần bảo hộ dành cho các bạn tụ bài số 1 nè. Gratitude, cái sự biết ơn, cái sự trân quý. Thank you. Cảm ơn. This is heart left. Thanks to you from someone or recently helped in some way. Tóm lại là có ai đó mà giúp hoặc là song hành với các bạn ở cách nào đó đi chăng nữa.
thì mình cũng hãy biết ơn, vì lúc nãy thực sự mi dịch rồi đó, cảm ơn cái sự ra đi, cảm ơn cái sự mất mát đó, nó để cho cái vận số của các bạn trống một cái chỗ mới và điền vào bằng những cái điều mới mẻ đó. Các thiên thần bảo hộ của các bạn, tụ bài số 1. Wish to thank you for the... Oh, okay. Cũng muốn cảm ơn các bạn tụ bài số 1 nữa. Thiên thần mà cảm ơn các bạn tụ bài số 1 đó. Ha. Các bạn hình dung nè. Bây giờ thiên thần mà còn cảm ơn các bạn tụ bài số 1 nữa, thì tụ bài số 1 có cái cớ gì mà mình lại không thể cảm ơn những nghịch cảnh, mình gọi là những nghịch cảnh và những mất mát để mà có được bạn ở đây và ngày mai đâu. Thank you, wow, quá trời luôn, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Tụ bài số 1 luôn luôn là được ban phước lành và được bảo hộ nè. À, thực ra, cái sự bình yên nè, tình yêu thương vĩnh, cái tình yêu thương vô điều kiện sâu thẳm nào đó trong lòng các bạn, tụ bài số 1, nó đã dẫn dắt các bạn tụ bài số 1 đi xuyên suốt qua cái hành trình này. Vậy thì cái sự bình yên và cái tình yêu thương vô điều kiện này từ đâu ra mà nó có? Thì là lòng biết ơn cái nghịch cảnh và biết ơn mất mát như lúc nãy mới đã diễn dịch cho các bạn tụ bài số 1. Hiểu rõ, thấy rõ rồi. Mà khi bạn hiểu rõ, bạn thấy rõ, có nghĩa bạn đang xuyên qua, bạn đang trải qua cái giai đoạn thức tỉnh. Vậy thì cái giai đoạn thức tỉnh awakening này nó luôn luôn là không dễ dàng cho bất kỳ ai cả. Nó sẽ gây ra rất là nhiều những cái mệt mỏi về thể chất, nhưng mà trước khi đó đảm bảo đi khám bệnh là nó không có bệnh lý bạn nhé. À, nhưng mà nó sẽ gây ra những cái mệt mỏi, những cái nhức đầu, hay những cái khoảng thời điểm mà hồi ức cái sự mất mát hay cái nỗi buồn hay vân vân, bất kể là cái gì đó, nó sẽ quay lại. Các bạn hình dung nó cứ hiện lên trong đầu của mình, là mình cứ nhớ về cái chuyện đó, nó cứ lóe lên trong đầu của mình về cái người đó, về cái hoàn cảnh đó, về cái điều đó mãi thôi. Nó bắt buộc phải xảy ra là như vậy, vì đó là một trong những cái diễn biến của quá trình awakening tụ bài số 1 nhé. Bạn hoàn toàn bình thường khi mà dĩ vãng nó cứ ám ảnh. À, em sẽ dùng cái chữ như vậy. Bạn là hoàn toàn bình thường bạn nhé. Vì đó nó sẽ là trải qua một cái giai đoạn, nó gọi là soul retrieval, nó giống như kiểu là triệu hồi linh hồn, mình dịch tiếng Việt thôi nhé. Còn tiếng Anh mình không biết dịch như thế nào. Soul nó có thể là linh hồn, nó có thể sẽ là thần thức đó, retrieval, nó triệu hồi lại. Để vì bạn hình dung không? Cái dĩ vãng, mình dùng cái chữ dĩ vãng và quá khứ, nó quay lại như vậy để bạn trong hiện tại có thể đối diện với nó một cách can đảm nhất và bình thản nhất. Khi nào mà bạn đủ được cái sự bình thản á, có nghĩa rằng là cái dĩ vãng đó nó không có rút cạn đi, giống như macaron, nó không có rút cạn cái năng lượng của bạn và nó giật ngược về quá khứ, có nghĩa là cái dĩ vãng và cái quá khứ đó xuất hiện và bạn cứ buồn. Dĩ vãng và quá khứ đó xuất hiện, bạn cứ cảm thấy nó lẫn quẩn. Dĩ vãng và quá khứ nó xuất hiện, bạn cứ cảm thấy nó nghẹt, nó bế tắc. Điều này có nghĩa là năng lượng của bạn vẫn còn đang bị thao túng và khống chế bởi cái quá khứ và dĩ vãng đó, cho nên nó buộc nó phải xuất hiện liên tục để cho đến khi mà bạn đối diện nó, bạn bình thản hoàn toàn. Có nghĩa ta thắng ngươi rồi, quá khứ ơi, ta thắng ngươi rồi, ta thắng ngươi rồi. À, hình dung không? Đó là mình phải giải thích như vậy để bạn hình dung là cái nếu cái điều đó nó có xảy ra là chuyện bình thường trong cái giai đoạn mà một người họ hiểu, thức tỉnh cái sự biết ơn này nè, tụ một đó. Thế nên nếu mà bạn thực sự là bạn đang trong một cái giai đoạn gọi là lẫn quẩn và bế tắc, nhưng mà nó có cái giai đoạn mà 100% gọi là lẫn quẩn và bế tắc, hoặc là 50% lẫn quẩn và bế tắc, hoặc là 30% lẫn quẩn và bế tắc, bất kể cái tỷ lệ phần trăm của bạn đang là bao nhiêu, thì bạn hãy nhớ là nó vẫn còn đang rút ngắn lại để cho bạn finding bất kể cái gì mà bạn mất mát á. Chỉ cần bạn chấp nhận, vì đây nó có một cái chú bướm bướm, nó thể hiện cho một cái sự thay đổi, và cái tay như thế này, tay biết ơn nè, cái tay hạnh phúc nè, và kế bên celebration nè, rõ ràng rồi. Rõ ràng có thể biết đâu bạn sẽ chuẩn bị nhận được một cái sự liên lạc nào đó, nhận được một cái kết nối nào đó, nhận được một cái cơ hội, cơ may nào đó, bất kể, tóm lại là bất kể. Biết đâu là bạn có ai đó mời bạn đi đâu đó, xong rồi bạn đi công việc, hay là bạn đi chơi, hay bạn đi ra ngoài, rồi tự nhiên nó có những cái cơ duyên, cơ may nó xuất hiện, nó kích thích cho, kích hoạt lại cái năng lượng của các bạn thôi. Bài số 1, thì tóm lại là trong trải bài của bạn nó có cái chữ celebration, là chúc tụng, là ăn mừng, là nó có cái năng lượng đó rồi. Thì bạn hãy cho phép mình được phá vỡ đi cái vỏ bọc chuyện cũ để bạn thoát ra ngoài, và bạn nương theo cái năng lượng mới của mình, bạn nương theo cái vận số mới của mình. Còn nó có celebration nhưng mà bạn úp lá bài này lại, ghét, không có thèm tìm nữa, thì nó chịu các bạn nha. Nếu bạn không có cảm ơn và bye bye tiễn biệt cái quá khứ, thì cái celebration này có 5, có 10 cái lá bài celebration này, thì tụ một cứ vẫn còn đang bị kẹt trong vòng lẫn quẩn. Hãy cho phép mình phá vỡ cái vòng vây ám ảnh cũ. Bất kể cái gì mà bạn mất là bạn sẽ tìm lại được.
finding chắc chắn là như vậy. Nó phải có một cái phước lành nó đang đến với các bạn tụ bài số 1. Ok, vậy thì với finding nha, finding thì nó rõ nhất. Chúng ta sẽ cùng với nhau nhìn một lá bài nữa, các bạn tụ bài số 1 nhé. Xin vũ trụ hãy gửi một thông điệp để tụ bài số 1 có thể vượt qua và phá vỡ sự bế tắc cũng như là lẫn quẩn. Một lá bài dưới cùng bạn nhé. Nãy trên cùng thì bây giờ dưới cùng. Ok, passion là cái đam mê, là cái nhiệt huyết. Điều này nó khẳng định rồi. Cuộc sống của bạn trước đây và hiện tại bây giờ nó lẫn quẩn đúng không? Nó bế tắc đúng không? Vậy thì hành trình phía trước bạn sẽ tìm lại được cái lửa sống của bạn. Chắc chắn là như vậy. Bạn sẽ tìm thấy được cái đam mê của bạn. Bạn sẽ thoát khỏi cái vòng vây lẫn quẩn và bế tắc của bạn. Lẫn quẩn bế tắc, lửa đâu ra? Nó phải phá vỡ, nó phải thoát thì mới có lửa. Mà bây giờ lửa nó xuất hiện đam mê. Bạn thấy cái lá bài này đỏ rực rồi. Người này còn đang khiêu vũ nữa. Nó giống như một lời khẳng định cho các bạn nhé. Vậy thì hỗ trợ cái quá trình này là bây giờ nè, bạn thấy là cái việc nào mà thực sự nó truyền cho bạn nhiều cái nguồn cảm hứng, cái chuyện gì mà làm cho bạn thực sự là vui và bạn có được cái kỹ năng, bạn có được cái thế mạnh, ai mà giúp cho bạn, ai mà tương trợ cho bạn, bạn cứ nhắm về cái hướng đó, còn lại bỏ qua hết. Để nó bơm lại, nó kích hoạt lại cái lửa nhanh nhất cho các bạn tụ bài số 1 để bạn thấy được cái sự phá vỡ và cái sự bừng tỉnh của mình nó hồi sinh trở lại. Nó là như vậy, thông điệp của các bạn tụ bài số 1. Mong là bạn đã có lại được cái sự vững tin. Và bạn cần phải vững tin thôi, vì thông điệp đó đây nó khá rõ ràng. Chúc mọi sự như ý và năng lượng thảnh thơi, nhẹ nhàng, và bạn sớm sẽ tìm thấy cái điều xứng đáng cho bạn, thuộc về bạn, để bạn có cái sự chúc tụng ăn mừng này, sớm thức tỉnh các bạn tụ bài số 1 nhé. Chúc nguyện như ý. Và bạn hãy mong bạn hãy luôn ủng hộ My với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp My, bấm like khi yêu thích video này và cho My thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn tụ bài số 1. Xin chào tất cả các bạn, tụ bài số 2. Đây là tháp năng lượng của bạn. Cho cái chữ ôm này ha. Rồi. Vậy thì tất cả những bộ bài ở đây My đã xào bài rồi, My đã trộn xào bài rồi. Để chúng ta có thể cùng nhau tiếp cận nhanh với một cái thông điệp giúp cho bạn có thể bừng sáng và thoát khỏi cái sự bế tắc cũng như là lẫn quẩn hiện tại của các bạn tụ bài số 2. Chúng ta sẽ đến ngay với thông điệp đầu tiên. Ok, bạn có một cái lá bài là Justice. Justice là công lý hay là cân bằng, mà thấy cái người có hai cái cán cân nè. Protection, wow, ok. Một cái sự bảo vệ. Ở đây bạn nhìn thấy 1, 2, 3, 4, 5 cái đàn tiên với những cái màu sắc khác nhau. Nó thể hiện nhiều phương diện, nhiều khía cạnh, nhiều những cái xúc cảm. Nó đã được bảo vệ cho các bạn tụ bài số 2. Rồi, Star Bathing. Mình nhìn thấy cái lá bài Star Bathing này là tấm ngôi sao đó, tấm năng lượng đó, tấm năng lượng của vũ trụ sao ở trên trời, năng lượng của vũ trụ. Nó là một lời khẳng định rất rõ để My có thể hiểu sâu sắc về cái cảm xúc hiện tại của các bạn tụ bài số 2. Bạn thực sự là cần phải phá vỡ cái vòng vây mà lẫn quẩn và bế tắc này. Bạn cần phải được làm sạch cái năng lượng lại đó. Lá bài cuối cùng là Trust, là một sự tin tưởng. Vậy thì đây là một cái thông điệp đầu tiên mình sẽ bắt đầu với các bạn tụ bài số 2, Trust. Ở đây bạn sẽ thấy cái thông điệp rất hay từ các thiên thần bảo hộ gửi đến cho hoàn cảnh của tụ bài số 2. You are looking at the situation from a purely physical perspective. Xin phép đọc tiếng Việt bạn nhé. Rồi, sự tin tưởng nè. Tụ bài số 2, hiện tại bây giờ cái hoàn cảnh của các bạn, cái tình huống của các bạn mà bế tắc và lẫn quẩn như vậy là bạn đang nhìn nó vào những cái mà nó đang diễn biến ra trước mắt, thành ra là bạn bế tắc và nó lẫn quẩn. Đó, cho nên nó làm cho bạn không nhìn thấy được những cái tính tiềm năng, không có nhìn thấy được cái lối thoát, không nhìn thấy được những cái hướng rẽ khác. Big picture là một cái góc nhìn, khung cảnh nó rộng hơn. Đó, thành ra là các vị thiên thần bảo hộ của tụ bài số 2 mong rằng là khuyến khích bạn hãy có được cái sự vững tin và cái niềm tin rằng là chuyện tự nhiên nó sẽ xoay chuyển và ở một cái cách mà bạn không thể nào hình dung ra được đâu. Mọi thứ nó sẽ trở nên là khả thi cho bạn. Thành ra đừng có quá hoảng hốt sợ hãi. Nè, và hãy thả lỏng một chút xíu và đặt cái niềm tin vào trong bàn tay của vũ trụ. Vũ trụ sẽ chữa lành và xuyên suốt và thổi cái năng lượng chữa lành này nè, xuyên qua từng mỗi một tế bào của các bạn tụ bài số 3. Tin tưởng thôi. Mọi chuyện là tự nhiên nó sẽ trở nên có thể, trở nên khả thi. Nó nằm kế bên một cái lá bài này là bạn sẽ thấy cái người nằm thả lỏng nè, nó hơi giống thiền buông thư một chút xíu. Nhưng cái tấm mà cái tấm hình mà cái người thả lỏng này nè, nó có một cái gì đó thể hiện trust, niềm tin. Tin rằng là bạn sẽ hồi sinh trở lại nè. Tin rằng là bạn sẽ khỏe trở lại. Tin rằng cái hoàn cảnh nó sẽ được giải quyết nè. Nó sẽ được trôi chảy, suôn sẻ nè.
bởi những cái năng lượng, bởi những cái vận hành mà mình không lý giải được. Những cái sự an bài, những cái sự sắp đặt, những cái sự vận hành của vũ trụ, của cái số phận, của cái hoàn cảnh. Tại vì với cái lá bài Justice đầu tiên ấy, rõ ràng là nó thể hiện rất rõ. Bởi vì cái lá bài này là Justice, là công lý. Mà cái hoàn cảnh của bạn bây giờ bạn đang rất là lẩn quẩn và bế tắc. Điều này có nghĩa là bạn không có được cái Justice, bạn không có được cái công lý, bạn không có được cái công bằng. Bạn đang bị rơi vào trong một cái tình huống, rơi vào trong một cái hoàn cảnh mà người ta đối đãi với bạn không có đúng, không có xứng đáng với những gì mà bạn được thừa hưởng, mà người ta làm ngược lại hết trơn. Cái lá bài này nó thể hiện rất rõ. Nhưng mà hãy nhớ giúp My rằng là vì kế bên nó có một cái lá bài Protection, là sự bảo vệ. Và ở đây bạn hình dung là các vị thiên thần bảo hộ đã nói với bạn là bạn chỉ đang nhìn vào những cái gì nó diễn biến trước mắt và bạn không có chấp nhận, cho nên là bạn căng thẳng và bạn lẩn quẩn và bạn bế tắc. Thế ra bạn hãy nhớ là Justice với Protection nó nằm kế bên, nó còn thể hiện một khía cạnh ở tụ bài số 2. Bạn hãy thay cái góc nhìn đó. Có những cái bạn những tưởng rằng là nó bất công và nó công bằng, nhưng đấy là một cái hướng mà bẻ quẹo để cho tụ bài số 2. Bạn phải đi cái hướng mới như vậy để bạn có những cái góc nhìn mới, để bạn có những cái năng lượng mới. Đấy lại vô thức là một sự bảo vệ cho bạn đó. Có thể chúng ta nhìn thấy nó không có công bằng trước mắt, nhưng nó có một cái gì đó mà chúng ta không có lý giải được. Bạn hình dung lúc này mình có nói với các bạn tụ bài số 2 ở đây rồi, bạn không thể nào bạn lý giải bằng cái sự hiểu và cái sự biết bình thường mà nó có cái tầm nhất định của con người. Nó có một cái bàn tay, nó có một cái sự vận hành, nó có một cái năng lượng xoay chuyển của vũ trụ, trời đất, thượng đế, thần Phật, các đấng bảo hộ, các vị thầy tâm linh, các thiên thần, spirit guide là linh hồn hướng dẫn. Đó, nó có những cái sự vận hành, và cuối cùng là cái sự vận hành dựa trên karma và dựa trên cái vận số của các bạn thuộc bài số 2 nữa. Cho nên nó xoay chuyển như vậy, mình cứ cảm thấy nó không có công bằng, không có cân bằng được, và mình mất đi cái thăng bằng luôn, và mình rơi vào trong một, mình chìm sâu vào trong một cái giai đoạn nó cứ lòng vòng lẫn quẩn. Bây giờ bạn chỉ có thực sự ra trên cái năng lượng để mình nhìn thấy hoàn cảnh này bạn có làm được gì hay không. Thời điểm này bạn có làm được gì không? Nên vũ trụ mong rằng là bạn nằm xuống, có nghĩa là thả lỏng đấy. Ý là thả lỏng. Cho nên tóm lại, bằng một cách nào đó My vẫn nhìn thấy được nó có một cái sự bảo vệ cho cái Justice, Protection của Justice. Vậy thì cái giống như chìa khóa của các bạn nó nằm ở cái Justice này. Chúng ta cùng với nhau nhìn kỹ năng lượng ở cái bài này nhé. Xin vũ trụ hãy gửi một thông điệp giúp các bạn tụ bài số 2 có thể thoát được vòng lẩn quẩn. Ok. Bạn thấy nó tự rơi xuống cái lá bài Freedom không? Tự rơi xuống lá bài Freedom. Freedom ở đây là một cái sự tự do. Điều này có nghĩa là các bạn tụ bài số 2 đã bị cái Justice này nó trói buộc các bạn quá chặt rồi, nó làm cho bạn căng thẳng đó. Thành ra lúc nãy mình có nói với các bạn, đôi khi có những lúc mình cứ nghĩ về cái hướng là mình phải được cái này, mình phải có cái kia, và mình thấy nó không có cân bằng, không có công bằng và mất đi cái cân bằng. Và mình quên mất nhìn ở những cái khía cạnh, những cái ngách khác, những cái khung cảnh, những cái hoàn cảnh nó rộng hơn nữa. Một cái tầm nhìn nó rộng hơn, cho nên nó đã trói buộc các bạn là tụ bài số 2. Chính xác là cái lồng này nó đã trói bạn lại, bạn cảm thấy là nó bị mắc kẹt, cho nên bạn bị stress và căng thẳng thôi. Nhưng mà chung quy rốt cuộc cuối cùng nó đã có cái lá bài Protection, và bạn thấy những cái nàng tiên này đứng nó giống như một cái vòng tròn á, một cái vòng tròn bảo hộ bọc các bạn lại đấy. Nếu mà lấn xa hơn nữa rồi, bạn thấy rằng là bạn, nếu như bạn đạt được cái điều mà bạn đang thấy rằng là bạn không đạt được, là nó quá mất bất công, nó quá mất cân bằng, hay là cái hoàn cảnh nào đó nó không diễn ra theo như ý bạn á, mà nếu như nó diễn ra theo như ý bạn nha, có nghĩa bạn thoát ra khỏi cái vòng Protection nè, là nó có thể sẽ dẫn đến những cái hướng khác. Bạn sẽ thấy rất hay, mình cầm cái bộ bài, vì mình đặt nó xuống đây, mình cầm cái bộ bài lên nè, cái lá bài cuối cùng là Spirit Guide. Hình như lúc nãy mình có nói cái Spirit Guide, Spirit Guide là linh hồn hướng dẫn. Đây là một cái khái niệm Tây Phương, có thể là những người Đông Phương chúng ta hơi xa lạ một chút xíu đến với cái khái niệm này. Nhưng cái khái niệm này để cho bạn dễ hình dung là sẽ có những cái người sau khi họ kết thúc một cái sự sống á, họ không có đi, gọi là họ không có đi vào những cái giai đoạn như là trải nghiệm hoặc là hồi sinh trở lại. Mình không biết bạn thuộc tôn giáo nào và bạn có cái sự tin như thế nào về cái việc này. Nhưng đây chúng ta đang nói về khái niệm Tây Phương, và nó không thuộc bất kỳ một tôn giáo nào cả, nó chỉ là kiến thức mà thôi. Như những gì mình được biết và những gì mình được thứ nhất là thời gian trải nghiệm, thứ hai là những gì mình đã học
Mà cái thứ ba là những gì mình đã đọc đó, kiểu vậy mình muốn chia sẻ với các bạn, không có khái niệm tôn giáo ở đây, nó chỉ đơn giản là kiến thức thôi. Spirit guide nó là như vậy, những cái linh hồn đó họ không có đi qua cái giai đoạn đó vì họ có một cái sứ mệnh, họ có một cái sự lựa, họ lựa chọn và họ được chọn để họ làm một cái trách nhiệm là họ sẽ đi như vậy để dẫn dắt đó, dẫn dắt những người còn đang sống nè, dẫn dắt người đang sống, guide là hướng dẫn nè, những người đang sống để họ tránh những cái mà nó không có tốt, tránh được khỏi những cái thiệt hại lên trên người đang sống. Thì cái sứ mệnh của họ là như vậy, họ xong cái sứ mệnh này thì họ mới đi làm cái việc kế tiếp của bản thân họ được. Thì thành ra là những cái spirit là những cái linh hồn, spirit guide là linh hồn hướng dẫn. Hoặc là chúng ta có thể dễ hình dung, nếu như bạn thuộc Phật giáo hay Long Thần Hộ Pháp thì không 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 phải là cái khái niệm đó, nhưng mà giống như kiểu là nó có những cái chữ là ông bà bên vai vai phải vai trái sẽ có những cái người dẫn dắt bạn, theo kiểu giống như vậy. Còn bên Thiên Chúa giáo, Công giáo thì không có những cái, không rõ lắm là về những cái khái niệm như vậy, nhưng mà để cho bạn hình dung. Nói chung tóm lại cũng chỉ là những cái năng lượng tốt đẹp, những cái người dẫn dắt tốt đẹp cho bạn. Tụ bài số 2 là cái hoàn cảnh của bạn, quay trở lại bạn sẽ hình dung là spirit guide nó đã xuất hiện, có nghĩa là cái hoàn cảnh này nó được xoay chuyển và nó được dẫn dắt đi theo cái hướng như vậy đó, bạn đã được bảo vệ. Thành ra là chỉ có một cái là bạn nghĩ rằng là mình bị mắc kẹt, nhưng mà đổi ngược lại bạn hình dung trust là cái sự tin tưởng này cho bạn, tin tưởng nè đó, là bạn hình dung mà mọi chuyện tự nhiên nó xoay chuyển theo cái tính khả thi phù hợp nhất cho bạn thôi, để nó xoa dịu lại bạn. Cho nên là bây giờ là bạn không có cần phải quá căng thẳng nữa, đã đến lúc hãy cho mình được một cái sự yêu thương bản thân, cho mình được một cái sự thả lỏng và nghỉ ngơi như thế này nè đó. Rồi, bây giờ không biết là thời gian qua bạn có ngủ được hay không. Bây giờ ráng chăm chút cho cái giấc ngủ, nằm thả lỏng tay chân, hít thở nhẹ nhàng đều đặn, bật những cái nhạc nhẹ nhàng, alpha, beta, delta, những cái nhạc mà nó về kích thích sống não, hoặc nhạc piano nhẹ nhàng thôi. Rồi hít thở đều đặn, hãy cứ ngủ thả lỏng nhẹ nhàng thôi. Mọi chuyện nó đều đang là những cái xoay chuyển rồi, và những là sắp đặt nó phù hợp, nó đúng rồi. Cho nên bây giờ thả lỏng cái tâm trí của bạn ra, bạn đang tự trói mình lại bất kể cái gì. Bây giờ bạn đang ấp ủ trong lòng hay bạn cảm thấy ấm ức trong lòng, từ từ sắp tới là nó sẽ có những cái hướng sắp đặt cho các bạn. Đây là một cái năng lượng bạn cần được chữa lành đây nè. Tụ bài số 2, bây giờ bạn thả lỏng một chữa lành cho cái thể chất của bạn trước đi đã, từ từ chuyện nó xoay chuyển thì cái tâm trí, cái năng lượng của các bạn nó từ từ theo đó mà chữa lành, theo đó mà chữa lành. Bạn đã mệt đủ rồi, bạn đã chịu đựng đủ rồi. Tụ bài số 2, đừng tự làm khó mình thêm nữa. Bạn đang được bảo vệ, nó là như vậy. Mong rằng là bạn có thể tiếp nhận cái thông điệp như thế này và xoay chiều cái suy nghĩ của mình để nó có lại được cái sự vững vàng hơn, khỏe mạnh hơn, và có được cái niềm tin rằng là chuyện rồi nó sẽ được xoay chuyển. Tụ bài số 2 nhé. Đến đây mi thả lỏng, mi ngừng ngang đó để cho bạn được thả lỏng luôn đó. Vậy thì mong mọi sự sẽ nhanh chóng chuyển đổi, và mong rằng là năng lượng phước lành cũng như những cái chuyện mà an ổn sẽ tới thật nhanh với tụi bạn số 2. Và bạn hãy luôn ủng hộ Mi với bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp Mi, bấm like khi yêu thích video này và cho Mi thật là nhiều bình luận vỗ bên dưới. Cảm ơn tụi 2. Xin chào tất cả các bạn, tụi bạn số 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đón nhận một thông điệp để giúp cho bạn có thể phá vỡ được cũng như là vượt qua những cái vấn đề mà đang khiến cho các bạn lẩn quẩn như vậy hoặc là bế tắc như vậy. Thì tất cả những bộ bài ở đây Mi đều đã xào bài rồi. Mi đã xáo trộn và xào bài rồi đó, để chúng ta có thể tiếp cận thật là nhanh với cái thông điệp này các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với thông điệp đầu tiên. Wow, ở đây bạn có một cái lá bài là Finding. Không hiểu vì sao nó lại chính xác như vậy, nó khớp hoàn toàn với tụ bài số 1 cũng ngay cái lá bài này. Xào bài bộ bài này và nó là Finding. Cho nên Mi vẫn nghĩ rằng là ở tụ bài số 1 sẽ có cái thông điệp mà nó hữu ích, nó cần thiết cho tụ bài số 3. Xin mời bạn hãy tham khảo thêm cái thông điệp ở tụ bài số 1 nhé. Rồi, đây là Ask for help, hỏi xin cái sự giúp đỡ, hỏi nhờ cái sự giúp đỡ. Bạn nhận được là Weight of the World. Wow, có nghĩa là gánh nặng cả thế giới đó. Cuối cùng bạn có một cái là Prayer, là một cái lời nguyện cầu, lời cầu nguyện. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với nhau ở cái lá bài này, Prayer. Prayer nè, là một, đây là như một cái sự soạn thảo nội dung để chúng ta có thể có được một cái năng lượng tích cực, và gửi cái năng lượng tích cực đó là sự cầu nguyện đó đến các vị thiên thần bảo hộ của tụ bài số 3 nè. Ok. Dear Guardian Angel, gửi các vị thiên thần bảo hộ đó, hãy giúp cho các bạn tụ bài số 3 hãy tin rằng là bất kể cái gì trên cuộc sống này, trên cuộc đời này đều có thể chuyển hóa và khả thi được thông qua cái tình yêu thương.
Rồi, hãy giúp cho các bạn tụ bài số 3 thu hút được, thực hiện được, đạt được cái ước mơ, cái mong muốn, cái mục tiêu trong lòng của các bạn tụ bài số 3. Và giúp cho tụ bài số 3 sống tự nhiên nó có một cái nguồn động lực và cuộc sống tự nhiên nó vẹn trọn hơn. Rồi, hãy giúp cho các bạn tụ bài số 3 cảm nhận được sự hiện diện của đấng bảo hộ, thiên thần bảo hộ nè, đấng bảo hộ, tất cả những cái năng lượng của ơn trên mà giúp đỡ, bảo vệ và dẫn đường cho tụ bài số 3 đó. Hãy giúp cho tụ bài số 3 cảm nhận được cái điều đó trong từng mỗi một khoảnh khắc cuộc sống của tụ bài số 3. Đó. Thank you for being always by my side. Cảm ơn vì đã luôn luôn song hành bên cạnh các bạn tụ bài số 3. Vậy thì lá bài này, cái điều này nó nói về một cái niềm tin, nó thực sự rất là nói về một cái niềm tin. Các bạn tụ bài số 3, cái hoàn cảnh của bạn hiện tại bây giờ nó đang hơi lẫn quẩn và nó bế tắc. Bạn không thấy được cái lối thoát ra và kế bên đó là weight of the world. Cả thế giới cảm xúc nó nhấn chìm các bạn tụ bài số 3 xuống. Hai cái này nó gần với nhau, nó nằm kết nối năng lượng với nhau như vậy. Rõ ràng rằng là nó đang nói về một cái niềm tin. Hoàn toàn bạn không hề đơn độc trong cái hoàn cảnh, cái chuyện mà bạn đang bị lẫn quẩn bế tắc đó. Cảm xúc của bạn đang rất là mệt. Tại vì thực ra là bạn không có đơn độc. Đấng bảo hộ vẫn luôn ở cạnh bên bạn mà bạn cứ nghĩ rằng là bạn đơn độc. Rồi bắt đầu là chuyện này chuyện kia xung quanh mà nó không hoàn toàn là chuyện của bạn nha. Và không hoàn toàn là thuộc nguyên nhân và trách nhiệm của các bạn tụ bài số 3 nha. Rõ ràng mình nhìn thấy quá rõ. Mà bạn lại ôm hết vào trong người của mình cho nên nó bị nặng xuống. Nó bị nặng. Thành ra đây là một cái thời điểm bạn phải hiểu rõ một điều rằng là đấng bảo hộ luôn song hành bên bạn. Giống như là bạn đã có một cái tấm khiên để bảo vệ rồi. Thì hãy sử dụng cái tấm khiên đó chặn lại, không cho người khác được nói cái này, không cho người khác được làm cái kia, không cho cái năng lượng này, không cho hình ảnh nọ, không cho âm thanh kia nó thấm nhiễu vào bạn thêm được nữa. Vì bạn đủ mệt rồi, rất là mệt. Với cái bài Weight of the World này là bạn rất là mệt luôn rồi. Tụ bài số 3 mình nhìn thấy được, và đặc biệt năng lượng vũ trụ hướng bạn vào, bạn chọn cái tháp năng lượng này á, là một cái tháp năng lượng bạn sẽ thấy, không biết bạn nhìn được không? Ok, bạn thấy rõ đúng không? Một cái người này họ đang ngồi thiền định. Có nghĩa là ngồi không có lăng xăng nữa, không có hấp thụ thêm nữa, không có để ý thêm nữa. Vì cái ý nghĩa rốt cuộc cuối cùng của thiền định là bám lấy với hiện tại và hiểu rõ bản thân của mình. Đó, làm đủ thứ kỹ năng, kỹ thuật này nọ, đủ hết các kiểu ở trong thiền định thì rốt ráo là đến có một cái kết quả cuối cùng thôi. Là để cho bản thân của mình được bình yên, nhẹ nhàng và sống ngay được đúng trong cái hiện tại. Năng lượng vũ trụ hướng bạn chọn vô cái tháp năng lượng này luôn á. Điều này nó khớp với hoàn cảnh của các bạn tụ bài số 3. Giờ bạn đang xôn xao quá, bạn không có ngồi yên được nè. Bạn không có được cái sự bình yên như cái tháp năng lượng này. Là vì quá nhiều việc nó tấn công các bạn tụ bài số 3. Vậy thì quay trở lại cái lá bài đầu tiên của các bạn. Bạn có một cái lá bài là finding. Finding nó có nghĩa là tìm thấy. Tìm thì sẽ thấy. Mà đã có cái chữ tìm ở đây có nghĩa là nó bị mất rồi. Mất mới phải đi tìm. Tìm thì rồi nó mới thấy chứ. Vậy có nghĩa là có một cái chữ mất. Và kế bên nó có asking for help, hỏi xin cái sự trợ giúp. Đi tìm và hỏi xin cái trợ giúp có nghĩa là bạn không có cần phải tìm một mình. Và cái sự trợ giúp này từ đâu? Rõ ràng trong trải bài này của các bạn tụ bài số 3, cái sự trợ giúp này nó đến từ các đấng bảo hộ nè. Những cái năng lượng ơn trên vô hình bạn không có thấy được bằng mắt. Bạn đâu có cô độc cô đơn một mình trong cái hành trình đi tìm lại đâu. Asking for help có nghĩa là bạn hãy có cái niềm tin, tin rằng bạn mọi thứ đều có thể cả. Bởi vì không phải một mình bạn đi tìm, mà có người chỉ đường cho bạn, có người truyền cho bạn cái động lực, có người luôn song hành bên cạnh các bạn. Always by my side. Đây nè, always by my side. Luôn luôn kế bên tôi, luôn luôn kế bên song hành với các bạn tụ bài số 3. Đó. Nên là bây giờ nói ai thực thể ở ngoài đời thì mình chưa nói đến nhé. Nhưng mà bản thân của bạn là bạn đã phải tự tin trước đã rồi. Rồi xong bây giờ khi mà bạn đã có cái niềm tin này, bạn hình dung nè. Đấng bảo hộ, rồi thiên thần bảo hộ, những năng lượng ơn trên mà bạn không có nhìn thấy được bằng mắt sẽ gửi cho bạn cái sự trợ giúp help, gửi cho bạn cái sự trợ giúp đó bằng cái cách nào đây? Bằng cái cách nào đây? Nó đâu thể nào, nó theo kiểu nói một cách bình dân thực tế một chút xíu tụ bài số 3 nhé. Cái kiểu giống như là, nó giống như cái cách bình dân mới thấy mọi người vẫn nói, giống như là cái máy này, cái máy kia nó chạy bằng cơm á, bạn hình dung không? Giống như camera chạy bằng cơm mới thấy phổ biến, không biết tụ bài số 3 bạn có đủ cái bạn có nhìn thấy những cái thông tin này trên mạng hay không. Kiểu giống như là cái việc này cái việc kia nó không có trôi chảy được mà bằng niềm tin. Các bạn hình dung không? Niềm tin là nó là động lực đúng,
nhưng mà nó phải có một cái gì thực thể nữa. Đó, giống như ngồi yên chỗ mà cứ rung đùi, ta nói ta tin ta sẽ tới nơi, ta tin ta sẽ tới nơi, thì đâu có tới nơi được, ít nhất phải đứng dậy đi, hoặc là ai cho bạn mượn xe hay ai cho bạn đi nhờ. Đó, thì là My đang nói ai mượn xe, ai cho đi nhờ, đó chính là năng lượng của đấng bảo hộ. Vậy thì ask for help này, bạn sẽ nhìn thấy rằng là đấng bảo hộ sẽ hiện hữu xung quanh bạn thông qua hiện hình bằng, hiện hữu bằng một ai đó, quý nhân ấy. Ý My bảo vậy. Là với cái năng lượng này nè, bạn loay hoay lọ mọ một mình nó mệt mỏi thì hãy nhìn xem xung quanh bạn ai dễ thương, ai mà có kinh nghiệm, ai mà có thiện chí, ai mà tử tế đàng hoàng. Bạn mở miệng thôi, bạn thử hỏi, bạn thử liên hệ. Tự nhiên không hiểu vì sao người đó giống như là đấng bảo hộ thổi năng lượng vô người đó, cái người ta ok. Bạn hình dung được đúng không? Nó phải có một cái gì hiện hữu chứ, cứ nói là đồng ý là có cái niềm tin, nhưng mà cứ nói là chuyện sẽ qua mà qua bằng cách nào bây giờ? Không lẽ qua bằng niềm tin không? Thì nó thiếu đi cái tính thực tế. Thì cái sự hiện hữu nó có thể là bạn sẽ nhìn dung bất kể ai xung quanh bạn, và bạn thấy nó có cái liên kết, nó có cái liên đới gần gũi nhất, hợp lý nhất, cùng chung cái mục tiêu và cùng chung cái năng lượng. Bằng mở miệng cái tự nhiên hiểu sao nó dễ ghê, người ta ok, tại vì nó có cái năng lượng của đấng bảo hộ thổi vào nè. Đó, thành ra với cái lá bài ask for help này, My vẫn nhìn thấy được rằng là bạn đang được bảo vệ. Tụ ba, bạn đang được bảo vệ. Tại vì dõi theo mà, dõi theo thấy vậy là chỉ cần bạn mở miệng thôi cái là giúp đó. Thành ra quan trọng ở chỗ là cái tình huống của bạn, bất kể là cái gì đi chăng nữa thì chỉ cần ask for help thì bạn sẽ thấy. Tại cái lá bài này tìm là thấy, trong quá trình tìm, hỏi đi, sự giúp đỡ thì sẽ thấy. Cho nên rốt cuộc cuối cùng mình nhìn thấy ở đây là cái chìa khóa bạn nằm ở cái chỗ finding. Chúng ta cùng nhau nhìn sáng hơn một chút xíu, nhìn kỹ hơn, sâu hơn cái năng lượng của cái tụ bài bên này nhé. Xin vũ trụ cho các bạn tụ bài số 3 một thông điệp để tụ ba thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn về bế tắc. Ok, bạn thấy tự bay ra family. Ok rồi, asking for help, help nó đến từ gia đình của các bạn. Gia đình này là gia đình máu mủ ruột thịt, đồng ý, rất là dễ để hiểu. Nhưng cái gia đình này cũng có thể sẽ là trong cái nơi xuất phát cái vấn đề của bạn. Mình không biết vấn đề xuất phát từ ngay chỗ làm, thì gia đình đây có nghĩa là người mà song hành với bạn, đồng nghiệp nào mà nó đáng tin tưởng và trong cái vòng tròn thân cận của bạn thì đó là gia đình xã hội đó. Thì lòng hỏi cái đó nha. Cái còn gia đình này là máu mủ ruột thịt của bạn thì rõ ràng rồi, chắc chắn là như vậy. Nhưng nếu việc đó là xuất phát từ gia đình, hoặc bạn đang làm việc theo kiểu là hộ kinh doanh gia đình, hoặc là cái việc kinh doanh của bạn hay công ăn việc làm của bạn nó đang xoay sở hiện hữu ở trong cái ngôi nhà gia đình, thì đây là người nhà. Còn nếu mà xuất phát công việc đó từ chỗ làm thì cái người mà thân cận nhất đó, nó là vậy, là bạn sẽ ra ngay cái vấn đề của các bạn tụ bài số 3, phá vỡ được cái vòng bế tắc lẩn quẩn và bạn sẽ nhẹ lòng. Vì điều này có nghĩa rằng là đôi khi một vài những cái thành viên trong gia đình của bạn, hoặc là những cái người mà thân cận trong vòng tròn mà xã hội gần gũi với các bạn, đồng nghiệp của bạn hay người làm chung với bạn gì đó, đôi khi cái người đó họ đang vô thức họ gây ra những cái nó hơi cản trở chút xíu tẹo, có thể nó làm cho bạn bị nặng nè. Nếu vậy nói cho người ta biết, người ta thay đổi, ta ngừng lại. Còn nếu như là một cái người khác nữa mà cái người gần bên các bạn mà có cái khả năng tháo cái gọi là cầm cái viên gạch ngay lồng ngực bạn lên cho bạn nhẹ lòng á, thì bạn cứ nói với người đó, nó là như vậy, cái sự hiện hữu của đấng bảo hộ thông qua hình tượng đó của tụ bài số 3 đó. Ok, hay đó, mình cầm ngẫu nhiên cho bạn thấy ngay trong trải bài tại chỗ Find the Balance, tìm cái sự thăng bằng cho các bạn nè. Tìm cái sự thăng bằng mà nghỉ ngơi, tìm cái sự thăng bằng thôi. Ok, you are not for everyone, tụ bài số 3, you are not for everyone, trời sinh bạn ra không có dành cho bất kể ai. Lá bài này nó thể hiện rất là rõ rồi. Mỗi một người như vậy nó đang có những cái sự trái biệt, khác biệt và trái nhau về cái hành xử, về cái lời ăn tiếng nói, về cái tính cách thôi. Nó chỉ là cái trái ngược thôi. Cho nên đôi khi nó có thể sẽ là không có hiểu được nhau hoàn toàn, không có được cái sự thông cảm với nhau hoàn toàn. Nói chuyện, đâu rồi cái lá bài này nè, ask for help, nói chuyện, trình bày. Mỗi một người như vậy là một cái đặc biệt khác nhau thôi. Chứ không có phải là cố ý mà có những cái sự gây tạo ra. Mới nãy mới nói cái chữ finding là tìm thấy, là tìm có nghĩa là mất. Còn cái chữ mất đó không phải là đôi khi người ta không có phải là cố ý đâu, vì cái sự khác biệt thôi. Cứ nói thẳng, cứ trình bày rõ ràng là bạn sẽ thấy thuận, suôn sẻ thuận lợi cho bạn. Tụ bài số 3 phá vỡ cái vòng mà lẩn quẩn cũng như là bế tắc của các bạn nhé, để mọi thứ nó khai thông, nó suôn sẻ trở lại. Tụ bài số 3, thông điệp rất quá rõ ràng. Đến đây mình xin phép ngừng lại để cho bạn cảm nhận sâu sắc. Và quan trọng ở chỗ là mà ask for help, thực hiện, hỏi xin sự giúp đỡ, trình bày.
chia sẻ, giải trình rõ ràng là nó ok cho các bạn tụ bài số 3 thôi. Chúc mọi sự nhanh chóng, suôn sẻ, thuận lợi và phước lành luôn song hành bên bạn. Mong bạn luôn ủng hộ My với. Bấm vào nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp mình. Bấm like, yêu thích video này và cho My thật là nhiều bình luận vào ô bên dưới. Cảm ơn tụi bạn.